điểm tuần báo. Kính thưa quý vị, Nga xâm lăng Ukraine, vai trò của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu trong cuộc chiến này là chủ đề chính của các tuần báo Pháp. Trước hết về thời sự, trang web của Deutsche phân tích về sự mất tích bí ẩn của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu và cả Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov không thấy xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 11 tháng 3, nạn nhân bị Vladimir Putin thanh trừng chăng? Moscow hôm thứ Sáu tung ra một video dài 11 giây nhằm dập tắt những tin đồn, trong đó Putin họp Hội đồng An ninh trực tuyến, Bộ trưởng Quốc phòng xuất hiện bên trái màn hình. Nhưng nhiều tờ báo độc lập Nga đang lưu vong lập tức nhận thấy những cử chỉ của Shoigu y hệt cuộc họp trước và cho rằng đã được cắt chán. Chuyện gì đã xảy ra? Putin không thể cách chức công khai, vì như vậy mặc nhiên nhìn nhận đã thất bại trong cuộc chiến. Một nhà báo điều tra cho rằng Kremlin bắt đầu tự hỏi vì sao tình báo Mỹ lại có những thông tin cụ thể như thế, phải chăng có rò rỉ? Ông Shoigu có thể bị nghi ngờ vì con gái ông là Knessia công khai phản đối chiến tranh, còn Tổng tham mưu trưởng có khả năng bị vạ lây vì tướng về hưu Leonid Ivasov khẳng định chiến tranh với Ukraine là hồi kết của Nga. Trang bìa L'Express đăng ảnh Tập Cận Bình và Vladimir Putin bao quanh là xe tăng, máy bay, chạy tựa. Trung Quốc, Nga, những kẻ muốn phá hoại phương Tây, tuần báo đặt vấn đề, chiến tranh ở Ukraine, liệu Trung Quốc có đứng về phía mặt trái của lịch sử? Vẫn luôn đối địch với Mỹ, chế độ Bắc Kinh từ chối lên án cuộc xâm lăng của Nga. Bắc Kinh vẫn cố tìm cách bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ, đặc biệt về công nghệ. Ngược lại, phương Tây ý thức được là phải đưa về sản xuất trong nước các sản phẩm chiến lược như chất bán dẫn. Cuộc khủng hoảng hiện nay càng làm tăng thêm xu hướng này. Cộng với cuộc chiến ý thức hệ và căng thẳng địa chính trị, chiến tranh ở Ukraine khiến một cuộc chiến tranh lạnh mới thêm rõ nét giữa Hoa Kỳ và các đồng minh dân chủ với cặp Nga-Trung, trừ phi sự sụp đổ của Nga khiến Bắc Kinh và Washington đối mặt trực tiếp trong tương lai. Le Point thì nói về những tính toán sai lầm của Tập Cận Bình. Tuy cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều không tham gia, nhưng cuộc chiến tranh Ukraine sẽ định dạng lâu dài sự đối địch giữa hai đại cường. Việc Nga xâm lăng Ukraine đang vẽ lại bản đồ địa chính trị thế giới. Sau một tháng gây chiến, tình hình xem chừng bất lợi cho ông Putin, hy vọng đánh nhanh thắng nhanh tan thành mây khói. Hậu quả cũng tai hại cho Tập Cận Bình, đã sai lầm khi làm chỗ dựa cho kẻ chuyên quyền ở Điện Kremlin, một tính toán thiển cận, có nguy cơ khiến gậy ông đập lưng ông. Chủ tịch Trung Quốc đã trải thảm đỏ đón Putin chưa đầy 3 tuần lễ trước khi đoàn xe tăng Nga hùng hổ tiến vào Ukraine. Ông Tập ngầm cá cược vào chiến thắng của Nga, coi đó là phương cách để lăng nhục phương Tây, phô bày sự yếu kém của NATO, buộc phải đứng ngoài bất lực nhìn Ukraine bị xô xé. Dưới mắt Tập Cận Bình, đó sẽ là bài học cho tất cả những nước nào mon men xích lại gần phương Tây, thiết lập chế độ dân chủ. Ông Tập làm mọi cách để tránh cho cuộc xung đột đi đến thất bại, hoặc tệ hơn, Putin bị lật đổ sẽ là tiền lệ nguy hiểm cho ông. Tuy nhiên, khả năng hành động của Tập Cận Bình không có mấy. Trong nước, dịch COVID lại bùng phát, kinh tế ì ạch, trừng phạt của phương Tây với Nga khiến mục tiêu tăng trưởng không thể nào đạt nổi. Hoàng đế đỏ không thể tự cho phép, quốc gia xuất khẩu số 1 thế giới và cũng là nơi nhận được đầu tư nhiều nhất thế giới, bị mất đi lợi ích từ toàn cầu hóa từ 3 thập niên qua. Các đối tác thương mại chính của Trung Quốc là Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ chứ không phải Nga. Nếu phương Tây nói cùng một tiếng nói rằng Bắc Kinh sẽ trả giá đắt cho việc hỗ trợ Moscow, mới có thể buộc Trung Quốc giữ khoảng cách với cuộc chiến của Putin. Theo L'Express, Vladimir Putin là người bạn rắc rối của Tập Cận Bình. Dù siết chặt quan hệ trong những năm gần đây, cuộc xâm lăng Ukraine có thể thay đổi thế cờ. Putin đang trong ngõ cụt, Nga có thể mất khả năng chi trả và tại Ukraine, quân Nga chịu thiệt hại nặng nề, đến nỗi nhà độc tài phải muối mặt nhờ Bắc Kinh giúp đỡ về quân sự và tài chính. Nếu Tập Cận Bình chấp nhận, thì cuộc chiến sẽ chuyển sang một tầm vóc khác. Ông Tập đứng trước một chọn lựa khó khăn, liệu có thể liên kết với một nhà lãnh đạo bị Washington lên án là tội phạm chiến tranh hay không? Theo chuyên gia Bonnie Glaser, đây là thời điểm quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung và cho chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Bắc Kinh cần đến Moscow trong cuộc so găng lâu dài với địch thủ chính là Washington, do đã ấn định mục tiêu trở thành lãnh đạo toàn cầu vào năm 2049. Trong giới tinh hoa ở Hoa Lục, có một số tiếng nói cảnh báo nếu hỗ trợ Putin trong cuộc chiến điên cuồng của ông ta sẽ khiến Trung Quốc gánh chịu những nguy cơ to lớn. Hồ Vĩ, giảng viên Đại học Thượng Hải đã viết Trung Quốc cần nhanh chóng cắt đứt với Putin, nhưng ông khó có khả năng được lắng nghe. Và theo nhà nghiên cứu Alexander Gabuev, Bắc Kinh biết rằng không thể cải thiện quan hệ với phương Tây với bản thành tích đàn áp Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông và quân sự hóa Biển Đông. Theo nhà phân tích Triệu Thông, Bắc Kinh lo sợ nếu Nga sụp đổ sẽ khuyến khích phương Tây dùng biện pháp trừng phạt tương tự hoặc mạnh mẽ hơn với Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ cô đơn hơn. Nhưng Trung Quốc cũng cần công nghệ và thị trường của phương Tây để duy trì tăng trưởng, nên đang phải đi chơi. Chuyên gia Steve Sun cho rằng Bắc Kinh sẽ làm mọi cách để giúp đỡ Putin ở chừng mực không bị trả đũa, có thể thuận theo một số trừng phạt, nhưng vẫn duy trì một số quan hệ kinh tế với Nga. Tập Cận Bình càng thận trọng khi sắp đến Đại hội 20 của đảng, xung đột với Hoa Kỳ không hề có lợi, nên ông Tập không hề muốn để ông bạn Putin áp đặt nghị trình. Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI. Lopes không ngần ngại nhấn mạnh, chọn lựa của Trung Quốc, đó chính là Trung Quốc. Trong tam giác chiến lược xung quanh cuộc chiến ở Ukraine, giữa phương Tây mới hình thành lại, kẻ tấn công là Nga và siêu cường tương lai Trung Quốc, rất đáng chú ý đến thái độ bối rối của Bắc Kinh. Bắc Kinh có vẻ bất ngờ trước tầm vóc cuộc tấn công của Nga và khởi đầu khó khăn của một quân đội có tiếng là vượt trội. Trung Quốc sẽ dễ chịu hơn nếu đó là một cuộc chiến chớp nhoáng như Crimea năm 2014. Lần này không chỉ là một cuộc chiến tranh kéo dài mà còn thảm sát thường dân và gây rối loạn cho kinh tế thế giới. Hậu quả là Bắc Kinh phải nói nước đôi, vừa lặp lại tuyên truyền của Nga, vừa kêu gọi kiềm chế và đối thoại. Tập Cận Bình biết rằng nếu giúp Nga tránh né trừng phạt về kinh tế, đến lượt mình sẽ bị trừng trị vòng ngoài. Trung Quốc muốn gì? Đó là không làm điều gì có thể ảnh hưởng đến quá trình tiến lên siêu cường hàng đầu thế giới và không làm sụp đổ quan hệ với Nga, khiến uy tín Tập Cận Bình bị lung lay. Nhưng Bắc Kinh cũng chăm chú theo dõi diễn biến cuộc chiến để rút ra bài học nhằm đối phó với Đài Loan, song song đó chuẩn bị khống chế một nước Nga bị yếu đi dù chiến tranh kết thúc như thế nào đi nữa. Tuần báo Lopes nói về cuộc chiến tranh ngầm của Biden tuy luôn bị đảng Cộng Hòa chỉ trích, nhưng Tổng thống của đảng Dân Chủ phải bảo đảm một nghịch lý, đứng ngoài hoạt động ngoại giao liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng đồng thời vẫn đả kích dữ dội Putin. Một giáo sư của Đại học Brown nhận xét, chính quyền Biden quyết tâm giúp đỡ tối đa Ukraine, nhưng làm thế nào không kích hoạt chiến tranh nguyên tử với Nga? Dù Biden không đến dự thượng đỉnh NATO với tay không, Mỹ viện trợ bổ sung 800 triệu đô la tổng cộng từ đầu nhiệm kỳ đã giúp Ukraine 2 tỷ đô la, gói quà mới đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của Kiev. Trao thêm 800 hỏa tiễn phòng không Stinger, 2.000 hỏa tiễn chống tăng Javelin, 1.000 vũ khí loại nhẹ và 6.000 hệ thống chống xe bọc thép. Đó là phần nổi trong hậu trường. Ngay từ trước chiến tranh, phía Mỹ đã tăng cường trợ giúp quân sự như gửi cố vấn, cung cấp tin tình báo về việc trừng phạt Washington bí mật chuẩn bị việc phong tỏa tài sản ở nước ngoài của Ngân hàng Trung ương Nga và nhanh chóng được các đồng minh thông qua khi cuộc xâm lăng bắt đầu, nhờ đó đóng băng được phân nửa trong số 600 tỷ đô la nguồn lực chiến tranh của Putin. Về chiến tranh tinh học, việc không bị Nga tấn công cũng gây ngạc nhiên. Có thể là Mỹ đã giúp Ukraine đối phó. Washington cũng đã tính đến khả năng Putin dùng vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân, chiến thuật. Đây là lần đầu tiên hai siêu cường nguyên tử gián tiếp đối mặt trong một cuộc chiến tranh nóng. Đối với Tổng thống Mỹ, đó là một trò chơi phức tạp. Tại Hoa Kỳ, Joe Biden không thể hành động quá mạnh, chẳng hạn đưa quân sang, hay quá nhẹ như dây dưa trong việc trao vũ khí. Với các đồng minh, ông không thể đứng về phía các nước đòi thẳng tay, cũng không thể nghe theo những nước muốn thỏa hiệp, đòi mở ra cho Putin một lối thoát. Về phía châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng, hồ sơ của Le Point đặt ra câu hỏi, chúng ta còn biết tự vệ hay không? Với cuộc chiến ở Ukraine, châu Âu tuy không tham chiến nhưng không còn bình yên.
Khi xâm lược Ukraine, Putin đã bộc lộ thực tế một thế giới thô bạo của cường quyền. Cú sốc đã đánh thức nước Đức và sức mạnh của châu Âu qua việc trừng phạt. Đối với Pháp, sau khi Liên Xô sụp đổ, ưu tiên dành cho hoạt động viễn chinh, chống thánh chiến, đối phó với các địch thủ yếu hơn. Ngân sách quốc phòng từ 2000 đến 2015 đã bị cắt giảm đến 20%, vũ khí và quân số đều giảm. Thế nên, Pháp cần xây dựng mô hình mới dựa trên 4 cục trụ, răng đe nguyên tử, chuyển đổi quân viễn chinh thành lực lượng có khả năng chiến đấu cao độ, lập vệ binh quốc gia để bảo vệ lãnh thổ và nắm vững lãnh vực thông tin. Còn tại Nga, Courier International dành hồ sơ cho bức màn sắt mới. Trong loạt bài này, tờ báo trích đăng bài viết Một đất nước khép kín của tờ Le Devoir xuất bản tại Montreal, Canada. Dầu lửa và khí đốt của Nga đã bị cấm tại Hoa Kỳ. Coca-Cola và McDonald's không còn phục vụ khách hàng ở Nga. Máy bay Nga phải bay vòng tránh không phận các nước châu Âu. Các ngân hàng Nga không còn có thể kinh doanh ở nước ngoài. Báo chí quốc tế bị bịt miệng tại xứ sở của Putin. Điện Kremlin phong tỏa mạng xã hội Facebook, Twitter. Nga lún sâu vào cô độc trên đủ mọi phương diện. Thậm chí với một môi trường vi mô chưa bao giờ bị ảnh hưởng ngay cả trong thời chiến tranh lạnh là giới cờ vua, cho thấy chỉ trong vài ngày, bức màn sắt mới đã ập xuống nước Nga như thế nào.